Chào bác, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Hôm nay thì lên đường ngay cho anh Giai đến từ Thái Nguyên. Một bác khách hàng cũng rất là quen thuộc bên cả nhà em, cũng đã mua rất nhiều linh kiện bên cả Tùng Audio rồi. Và hôm nay thì bác đã lựa chọn thêm một mẫu sản phẩm, đó là đẩy 4 kênh của GBS. Và bác Việt đến từ Thái Nguyên cũng đã tham khảo rất nhiều những mẫu đẩy trên thị trường rồi. Và hiện tại thì bên em đang có một cái dòng đẩy mà em thấy là về công suất rất ổn định cho anh em chơi phòng hát gia đình, và không thế với mức giá thành 6.500.000 đồng. Đây là một mức giá tốt nhất cho dòng đẩy 4 kênh và anh em có thể tham khảo ngay. Giống như bác Việt cũng đã chia sẻ là nhà bác đang sử dụng một bộ âm ly, nhưng mà bác đang sử dụng tới 4 quả loa. Và hiện tại nếu như anh em chơi âm ly thì chúng ta sử dụng quá nhiều loa, nếu như âm ly của bác không đủ công suất thì chơi loa nó sẽ không được hay. Và hiện tại thì em thấy là khá là nhiều bác đã bắt đầu chuyển dần sang sử dụng đẩy. Và việc sử dụng đẩy thì đương nhiên rồi, tiếng chất lượng âm thanh nó tốt hơn so với việc chúng ta sử dụng với âm ly. Bởi vì đẩy thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều phần công suất, và với 1000W của GBS, đặc biệt là STD1004 sẽ giúp đỡ qua về em chơi phòng hát gia đình với những cặp loa cỡ lớn. Ok, và đây là hình thức hộp của mẫu sản phẩm STD1004 cho bác Việt đến từ Thái Nguyên. Anh em khách hàng cũng có thể tham khảo ngay mẫu sản phẩm này bên cả nhà em. Và trước khi gửi hàng đi thì đây là một công đoạn cuối cùng, bên em sẽ test trước và kiểm tra lại một lần nữa với mẫu đẩy cho tất cả các bác về khách hàng. Và xin phép các bác mở hộp nội thất bên trong cho bác xem về mẫu đẩy GBS STD104. Mẫu này thì em cũng đã làm rất là nhiều video về review chức năng, rồi là hình thức đẩy cho bác về anh em xem rồi. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì chúng ta cũng gọi điện trực tiếp bên em. Và bác cũng có mong muốn là muốn nhượng lại cho bên em một bộ âm ly bác đang sử dụng. Và thông thường thì các bác biết là bên em Tùng thì không bán âm ly, nhưng mà nếu như các bác và anh em có nhu cầu mà muốn trao đổi hoặc là trao đổi thiết bị âm thanh thì có thể kết bạn vào Zalo bên em, để bên em đăng luôn cái mẫu âm ly sản phẩm của bác muốn thanh lý cho anh khách hàng. Thì các bác cũng có thể để lại địa chỉ, rồi là để lại hình thức cái mẫu sản phẩm các bác định thanh lý, để em sẽ đăng lên cho tất cả anh em làm âm thanh cũng như anh em khách hàng ra có thể tham khảo những mẫu thiết bị mà các bác đang cần, đang thiếu trong phòng hát gia đình. Ok, về bên trong hộp thì bác thấy hộp xốp đầy đủ này, có đầy đủ các linh kiện. Bên em thì cũng sẽ kiểm tra tất cả về mặt hình thức đẩy xem là ngon nghẻ hay không này, có vấn đề méo móp hay là có hiện tượng gì không trước khi gửi đi cho anh em. Và đương nhiên rồi, bên em khi mà gửi đi sẽ bọc thêm một lớp nữa để đảm bảo cho cái lúc các bác về em nhận hàng sẽ cảm thấy ưng ý với bộ sản phẩm đẩy GBS. Đấy, các bác nhìn thấy ạ, hộp xốp rất chắc chắn. Ok, và bây giờ thì bỏ ra và cùng trải nghiệm với em Tùng với mẫu đẩy GBS STD104 cho anh Việt đến từ Thái Nguyên nhá. Và hình thức của mẫu đẩy GBS STD1004 cho anh Việt đến từ Thái Nguyên. Bác được thấy rằng ở trên mẫu đẩy này thì có một dọc mặt giao diện hết sức là đẹp mắt, với phiên bản màu đen và kết hợp với mặt nhôm màu ghi ở mặt trước đây. Và dòng đẩy này thì sẽ được thiết kế công tắc ở phía bên trong nhé, nên là việc chúng ta sử dụng pháo hát gia đình rất là đảm bảo cái độ an toàn. Bởi vì khi các bác sử dụng đẩy ấy, nếu như có thiết kế mà có nút công tắc thụt vào phía trong thì nếu như việc chúng ta sử dụng nhà có trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ yên tâm hơn trong quá trình chúng ta sử dụng đẩy GBS STD1004. Và mặt trước thì có cái phần lớp ni lông bảo vệ, nên là về bác Việt có thể bóc ra để cho mẫu đẩy có một cái hình thức mới hơn và đẹp hơn. Hoặc là nếu không thì bác cứ để như vậy để sử dụng lâu dài và tránh bụi bẩn, rất tốt với GBS STD104. Mẫu đẩy này sẽ sử dụng là nguồn xuyến đồng và 80 sò LJW, một loại sò rất đắt tiền trên thị trường âm thanh. Và em cũng đã cho các bác xem về cái nội thất bên trong của mẫu đẩy GBS rồi. Anh em nào chưa xem được thì có thể quay lại video cũ bên Tùng Audio để chúng ta tham khảo ngay về nội thất hình thức bên trong của GBS STD104. Còn mẫu này là hàng mới 100%, nên là em chỉ test lại về tiếng chất âm này và cũng xem lại về mặt hình thức xem có cái điểm nào không ưng ý hay không thì để em gửi đi cho anh em khách hàng. Chúng ta nhận hàng về sẽ thấy được rằng chất liệu và cái mẫu đẩy GBS STD104 mình cửa hàng nhà em nó chất lượng đi như thế nào. Và giá thành 6.500.000 đồng chắc chắn là sẽ là một mức giá rất là tốt cho một dòng đẩy 4 kênh rồi. Các bác lưu ý, chúng ta mua dòng đẩy bãi 4 kênh 1000W thì giá dao động cho khoảng tầm 4.500.000, 5 triệu. Đấy là tùy vào mẫu chất liệu đẩy và xuất xứ, cũng như là chất lượng âm thanh nó còn đảm bảo hay không. Với mức giá thành như thế là các bác em mua đẩy bãi đã qua sử dụng rất nhiều năm rồi, thậm chí là có hình thức nó không được đẹp. Còn khi các bác bỏ ra chỉ có 6.500.000 đồng thôi, hình thức đẩy mới, chế độ bảo hành tốt, và hơn nữa dòng đẩy này thì anh em chưa sử dụng 4 năm 7 năm thoải mái mà không phải thay đẩy.
Và việc chúng ta nâng cấp trang bị âm thanh, nếu như các bác có nhiều loa thì sử dụng đầy 4 kênh nó quá hợp lý rồi. Các bác có thể đánh được loa full, đánh được loa sub và chúng ta không cần phải thêm công suất nữa. Với 1000W em đảm bảo cho các bác chơi phòng hát gia đình không phải lo về phần công suất cùng đây. Ok, về mặt sau của mẫu đẩy GBF thì bác Việt đã được nhìn thấy ngay với hai quạt gió làm mát thêm phía sau. Mẫu này thì có tổng cộng là 4 quạt gió làm mát và mẫu đẩy thì rất là nặng. Những cái mẫu đẩy 1000W thì đương nhiên rồi, không bao giờ có dưới 20 cân được. Các bác lưu ý mẫu đẩy này thì rất nặng nhá. Và có đầy đủ các đường dây ca lông cho các bác ghép nối trang bị âm thanh này. Có các chế độ đánh khác nhau từ panel, sit, tail, bra. Các bác có thể đánh chụp kênh, đánh riêng biệt. Nhưng mà với cái mẫu đẩy 1000W thì em lưu ý cho các bác, bởi vì cái công suất nó quá khủng khiếp như thế này, chúng ta cứ sử dụng đánh chụp, đánh riêng biệt là tốt nhất. Không phải đánh chụp kênh làm gì cả. Ngoại trừ việc chúng ta nếu như sử dụng súp quá to với cái công suất thì chúng ta mới nên sử dụng cái chế độ đánh chụp kênh lại thôi. Còn không thì chúng ta cứ sử dụng cái chế độ đánh riêng biệt cho em để đảm bảo cho các bác có thể chơi được rất nhiều loại phòng hát gia đình. Có đường dây rắc lưu trích, có đường dây rắc truyền thống để các bác ghép lối. Ok, về phần dây rắc cắm nguồn đây cho các bác xem. Dây rắc cắm nguồn của mẫu đẩy của BF khá là to cho các bác nhé. Đấy, bằng ngón tay út của em đây. Và dây rắc chắc chắn đảm bảo cho các bác và em sử dụng yên tâm và an toàn. Ok, và bây giờ cùng em trải nghiệm tiếng chất âm đến từ mẫu đẩy GBF STD 104 nhé. Dòng này thì số lượng bên em còn rất là ít, bởi vì bên em cũng lên video chương trình khuyến mại rồi. Vậy nên là các bác đặt hàng khá nhiều, một vài bác cũng đã đặt hàng với mẫu đẩy GBF rồi. Bên em về thì số lượng hàng mẫu đẩy không nhiều, nên là em đã thông báo trực tiếp ở video trước đó rồi. Hiện tại thì bên em chỉ khoảng dưới 10 con đẩy ở GBF đi hành thôi. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu sử dụng đẩy thì có thể liên hệ trực tiếp ngay bây giờ với em Tùng Audio. Số điện thoại bên em thì cũng sẽ để luôn ở trên màn hình. Hoặc là các bác nào có nhu cầu thì em sẽ mang đến tận nhà, có người giao đến tận nhà các bác và anh em để chúng ta có thể trải nghiệm âm thanh rồi chúng ta thanh toán tiền sau. Đấy, một vài bác đã mua qua sản phẩm bên em thì không phải đặt cọc. Còn nếu như những anh em khách hàng mới thì chúng ta vui lòng đặt cọc tiền nếu như các bác muốn lấy đẩy nhá. Bởi vì ship của con đẩy như này không hề đơn giản quá. Giá thành dao động ship đẩy khoảng tầm 300-400 nghìn. Đấy là chuyện đương nhiên, bởi vì một cục đẩy này nó khá là nặng, khoảng tầm gần 30 cân. Đấy, rất là nặng đấy. Nên là em muốn là các bác đã mua hàng thì phải có trách nhiệm với cái hàng hóa các bác đã lựa chọn và đã đặt. Chứ em cũng không muốn lấy cái tiền ship của bác làm gì cả. Ok, và bây giờ em đã setup xong. Bây giờ thì cùng với các bác xem về hình thức đẩy khi các bác cắm điện lên với mẫu GPS STD 104 này. Đây các bác có thể sử dụng 4 phím volume nhé, tương ứng với đó là các cổng ra loa. Các bác có thể sử dụng cổng A, cổng B đều là bình thường ạ, với công suất rất là khỏe rồi. 1000W sẽ đảm bảo cho bác chơi được với những cặp loa bát 30 40 phòng hát gia đình, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Ở đây thì em cũng đã đánh với một cặp loa bát 30 bên em của DB Boutique với công suất 400W mà tiếng ra rất chất lượng các bác ạ. Ở đây em cũng đã vặn, trong quá trình test thì em vặn mới được khoảng 50% rồi, chưa đến 50% công suất của cục đẩy mà tiếng ra như vậy là rất tốt rồi. Còn ơi các bác nếu như muốn đánh thêm khỏe hơn nữa thì chúng ta chỉ cần vặn thêm volume một chút xíu nữa để cho tiếng chất lượng âm thanh nó ra đạt được độ ổn định cao nhất đến từ mẫu đẩy GBF STD 104.
Ok, và các bác đã được xem em Tùng test đẩy cho anh Việt đến từ Thái Nguyên. Còn các bác nào đang có nhu cầu với cái dòng đẩy 4 kênh phòng hát gia đình với mức giá thành quá hợp lý cho bác 6.500.000 đồng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng để nhận được mức giá ưu đãi nhất và chế độ bảo hành tốt nhất bên cả Tùng Audio với dòng đẩy 4 kênh GVF STD 10004 bên cả Tùng Audio. Thì sau em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhiều đóng góp cho em một nút like, một đăng ký kênh và chúc tất cả các bác nhận hàng ưng ý, đặc biệt là bác Việt với mẫu sản phẩm bác đã lựa chọn bên em GVF STD 10004 mẫu đẩy 4 kênh công suất 1.000W. Xin chào.